Thôi bây giờ con nhìn chỗ nào mà có thấy con hát được con hát. Chỗ nào con hát học được thì thôi mình ráng chịu ha. Dạ. Chúc quý vị may mắn luôn nha. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi mẹ còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi em mang em ngay hay. Em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Lại gần hôn anh, anh sẽ để mặt trời. Lại gần hôn anh, anh em để chờ. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi là sao? Darling, darling, stand by me. Whoa, 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 stand by me. Whoa, stand now. Stand by me, stand by me. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời là vì có trên đôi môi. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi mẹ em còn trong hơi thở, vậy lại gần hôn anh đi. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi mẹ còn trong hơi thở, vậy lại gần hôn anh đi. Nó giỏi ghê không? Sao chú đổi tiết tấu con luôn vậy? Thì mới ghê chứ, bị em chúc chung may mắn. Mà nó rất là may mắn. Một lần nữa chứ, một tràng pháo tay lớn. Nó xứng đáng được điều đó. Không, tại vì hôm qua là chú cháu có gúc với nhau trên phone là chú sẽ nhanh, đợt nhanh. Thì hồi nãy con hát nhanh mà chú đừng chậm. Nhưng mà hình như chú có nói con câu cuối cùng cho nó còn là con bảo trọng đúng không? Chú nói câu đó. Lần sau con biết là khi mà chú nói con bảo trọng, có nghĩa là ngày trước ngày hôm đó con phải ngủ cho kỹ nè. Con phải ăn cho kỹ nè. Con không được đi chơi nè. Con không được nhắn tin cho bạn gái nè. Không, cái bạn gái là không có. Quên, bạn gái. Tại tiếng Mỹ lại có nhiều bạn gái, nghe là giấu nhiều á. Không, con hôm qua lúc mà chú dặn là con nghe rồi. Tại bình thường là con thức tới 3-4 giờ sáng là. Mà hôm qua là 11 giờ là con đi ngủ rồi. Yeah. Ăn rất là sớm. Nghe là biết sao rồi, tại nãy em vừa nói với khán giả là 2 giờ chứ còn nhắn tin cho con mà con nói 1 giờ đi ngủ. Hồi nãy rõ ràng chú có chia sẻ với tất cả các cô bác đây là 2 giờ chú còn nhắn tin cho con. Bây giờ một là con xạo hay là chú xạo thì tính sao? Không, 2 giờ ngày hôm trước kia kìa. Hôm qua rõ ràng chú còn tin nhắn nè, điện thoại đâu lấy để cho coi nha. Lát nữa quý vị mà muốn biết thì sự thật thì ra ngoài kia đâu có điện thoại cho quý vị coi cái nhắn. Nói chung là nó rất là giỏi. Phải không ta? Con nhớ bữa trước mà. Vậy hả? Thôi nhưng hôm nay con làm được, chú phải công nhận, chú nể con lên. Con xém bơi mấy lần. Không sao, tại con bơi chú bơi theo vẫn thôi. Thôi giờ chú đi xuống nha, người này sân khấu cho con nha. Dạ. Và phần địa điểm của Tuấn Hùng đến đây là xin tạm ngưng. Và nếu lát nữa có thời gian thì lên quậy tiếp nha. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sự góp mặt của nam ca sĩ Tuấn Hùng trong ngày hôm nay. Chú xuống bảo trọng nha chú. Bây giờ nó hù lại chú.